Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Quốc hội đã hở sườn, chính phủ có tận dụng để hạ gục hay không? Mức lương của ông Chủ tịch Quốc hội hiện nay là 18,6 triệu đồng Việt Nam mỗi tháng. Như vậy mỗi năm ông Chủ tịch Quốc hội chỉ được có 223 triệu đồng nếu không ăn. Mà chi phí cho con cái học đại học tại Mỹ là khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm. Vậy nếu ông Chủ tịch Quốc hội không dùng lương để nuôi con cái ăn học tại Mỹ là không thể nào, vì nó quá thấp. Làm bài toán đơn giản thì đủ thấy ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất thiết phải tham ô, nhận hối lộ hoặc các hình thức khác thì mới có thể nuôi được con ăn học tốn kém đến thế. Đây là hình ảnh Vương Trà My tốt nghiệp đại học tại Mỹ. Thực ra ở chế độ này ai cũng tham nhũng bằng cách làm toán đơn giản như vậy. Tuy nhiên khi quan chức chưa bị lộ thì xem như trong sạch vững mạnh. Ông Chủ tịch Quốc hội hiện nay đã từng kinh qua rất nhiều chức vụ béo bở như Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội và bây giờ là Chủ tịch Quốc hội. Đến quan chức cấp phường, xã còn đủ tiền cho con du học, tư bản thì nói gì tới những vị trí như vậy. Ông Chủ tịch Quốc hội dư sức nuôi con học hành ở các nước giàu có thời gian rất dài. Mới đây trên mạng xã hội đã xôn xao hình ảnh con gái ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là Vương Hà My nhận bằng cử nhân khoa kinh tế trường đại học ở tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Thông tin cho biết ngôi trường này hiện có hơn 100 du học sinh Việt Nam, đa phần là người miền Bắc và thuộc thành phần hạt giống đỏ. Học phí trường này là từ 60.000 đến 70.000 đô la Mỹ mỗi năm tùy theo các ngành, tức là tầm 1,4 đến 1,6 tỷ đồng mỗi năm. Nếu tính thêm chi phí ăn ở thì không dưới 100.000 đô la Mỹ mỗi năm. Với mức học phí này, ông Vương Đình Huệ phải mất 10 năm lương mới có thể nuôi con gái ăn học được trong có một năm. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì hiện nay Vương Hà My đã có vị hôn phu là một Việt Kiều. Dự là có thể sang năm cô con gái rượu của ông Chủ tịch Quốc hội có thể sẽ có tấm thẻ xanh và 4 năm sau sẽ có quốc tịch Hoa Kỳ. Cho đến hiện nay ông Huệ chưa cho thấy ông có sơ hở gì để đối thủ của ông khai thác được. Trong khi đó, ông Chính và ông Phúc đang phải vật lộn với tiêu cực đang bủa vây. Cũng hiện nay, ông Chủ tịch Phúc không phải là đối thủ đáng gờm đối với ông Chủ tịch Quốc hội. Còn lại, Chính là đối thủ cứng cựa, nếu ông Huệ có sẩy chân thì không khéo lại thất bại trước ông Chính một lần nữa. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ. Việc xây dựng tương lai cho con gái của ông Huệ khá giống với cách mà ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây đã xây dựng cho Nguyễn Thành Phượng. Việc quan chức cấp cao để cho con cái cưới thành phần tư bản là một vết đen có thể ông Chính hay ông Phúc lợi dụng để khai thác. Trước đây, ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm như vậy, nhưng lực của ông Dũng lúc đó quá mạnh nên không ai tấn công vào điểm yếu rằng con gái lấy chồng tư bản được. Giờ đây, ông Huệ đang nắm chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội với quyền lực yếu hơn, thì hai đối thủ còn lại có thể nhân đây tấn công. Ông Chủ tịch Phúc thì cũng cho con trai sang Mỹ du học. Tuy nhiên con trai ông không kết hôn với thành phần tư bản nước ngoài. Nhưng Vương Đình Huệ không biết hai ông Chính và ông Phúc có lợi dụng điều này hay không mà thôi. Thực ra những vấn đề này không đủ để Trung ương Đảng phế truất hay kỷ luật ông Huệ được. Có điều nếu ép Trung ương Đảng đưa điều này là điều lãnh đạo không nên làm vào hồ sơ lý lịch ông Chủ tịch Quốc hội để xem lý lịch ông Huệ có vết đen như những vết đen của các đối thủ khác, thì điều đó cũng làm cho ông Chủ tịch Quốc hội mất một phần lợi thế của mình. Đây là hình ảnh liệu ông Tổng có xem xét tiền ở đâu ra để ông Huệ nuôi con ăn học tốn kém như vậy ở bên Mỹ hàng năm. Đường đua đến chiếc ghế Tổng Bí thư còn 3 năm nữa, không thể nói là dài mà cũng không thể nói là ngắn được. Nếu không tận dụng từng bước sẩy chân của đối thủ ngay tới bây giờ thì e rằng tầm 2 năm nữa là quá muộn. Cần phải bôi đen thành tích của nhau, khi đó tất cả các đối thủ đều có tì vết thì cuộc đua sẽ cân bằng hơn. Đó là điều mà người làm chính trị nào cũng cần tính đến. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mối tâm giao ít ai biết giữa ông Chủ tịch nước và thầy Thích Hốt Tiền, chùa Ba Vàng. Vừa qua, cộng đồng mạng dậy sóng vì hành động ông sư trụ trì chùa Ba Vàng dùng tay vơ tiền khi người dân thiếu hiểu biết dâng cúng cho ông ta dưới dạng cúng dường.
đấy là những dân tội nghiệp, họ gặp khó khăn trong cuộc sống, họ bế tắc trong làm ăn, hay đơn giản là lòng tham muốn hối lộ trời Phật để được Phật ban ơn. Ơn đâu không thấy, chỉ thấy người dân mất tiền vô ích. Việc kinh doanh dựa trên sự mê tín của người dân cần phải xem đó là trò lừa đảo. Nếu xem ông thầy lang chữa bách bệnh Võ Hoàng Yên lợi dụng sự mê tín của người dân để trục lợi là hành động vô đạo và vô pháp, thì việc làm của ông thầy trụ trì chùa Ba Vàng cũng cần phải được xem là thành phần như vậy. Đây là hình ảnh trụ trì chùa Ba Vàng hốt tiền mỏi tay. Vừa qua, một số trên trang Facebook cá nhân phản ánh mạnh mẽ hành động hốt tiền của ông thầy chùa trụ trì chùa Ba Vàng đã bị một số lực lượng giấu mặt báo cáo với Facebook để những tiếng nói khai trí bị khóa lại. Điều này làm cho dư luận xã hội nghi ngờ đang có một lực lượng tương tự lực lượng 47 của nhà nước Cộng sản Việt Nam chuyên báo cáo các trang Facebook có tiếng nói phản biện. Nhận xét về hiện tượng này, một số nhà phân tích giấu tên cho hay cách chống trả lại tiếng nói công chính và trần nhóm của thầy chùa trục lợi của ngôi chùa này là đích thị là lực lượng được đào tạo bài bản. Họ nghiên cứu các điều luật của YouTube và Facebook rất kỹ để khóa miệng trong nhiều ngày hoặc đánh sập các trang này. Cho nên họ cho rằng chính Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc những quan chức tầm cỡ ở Trung ương có lợi ích trong những trò kinh doanh này. Việc chỉ đạo một lực lượng phá hoại chuyên tấn công tài khoản YouTube và Facebook của người khác là cách hỗ trợ cho nhân vật chính hốt tiền người dân đang mê muội. Có bạn đọc đã cho Thời báo .de một nhận xét rằng ông thầy chùa trụ trì chùa Ba Vàng nên được đổi tên thành chùa thích hốt tiền thì mới đúng với bản chất của ông này. Người độc giả này bức xúc cho biết người dân mê muội ít học, họ cần được nói lời đạo lý của chính đạo nhà Phật và cần những lời khuyên để họ giữ đồng tiền để làm việc hữu ích hơn cho đời sống của họ. Thì ông thầy chùa này lại dùng những bài giảng sặc mùi mê tín để xúi họ mang tiền đến chùa để ông ta lùa, hốt mà làm giàu. Đây là cách làm giàu bất chính, cần phải loại bỏ nó khỏi xã hội văn minh. Đó là lời của những bạn đọc chia sẻ trên trang Facebook của Thời báo DE. Đây là hình ảnh ông Phúc trụ trì chùa Ba Vàng. Sự hậu thuẫn của lực lượng giấu mặt bị nghi là lực lượng 47 được biệt phái sang hỗ trợ ông thầy chùa thích hốt tiền được củng cố. Người ta tìm hiểu được ông này hoàn toàn làm bạn với ủy viên Bộ Chính trị. Nhiều người cho rằng không phải ông thầy chùa này quen biết rộng, mà ông này thực sự là một đảng viên được đảng cử đi làm nhiệm vụ kinh doanh tâm linh cho đảng. Thường các công ty bình phong của các nơi trong đảng cũng rất nhiều. Vì thế việc lấy việc kinh doanh khó khăn bởi dư luận thì sẽ có lực lượng giấu mặt chặn đứng những bài viết vạch trần cho ông thầy chùa thích kinh doanh này. Đây chỉ là ý kiến nhận xét của nhà phân tích và các bạn có thể hoàn toàn tham khảo thêm. Và biết đâu đó là sự thật đang ẩn giấu bên trong của Đảng Cộng sản. Được biết vào ngày 26 tháng 5 năm 2016, tại khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh, thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Vàng Quảng Nam đã tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng dự án khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam rất hoành tráng. Dự án sẽ được triển khai trên diện tích 200 ha nằm trong đất rừng phòng hộ với tổng kinh phí đầu tư 1.000 tỷ đồng chia làm nhiều giai đoạn. Dự tính giai đoạn 1 đầu tư trên diện tích 67 ha, kinh phí đầu tư 500 tỷ đồng. Hoàn thành sau 12 tháng thi công, tuy nhiên sau đó dự án không thực hiện. Đây là hình ảnh ông chủ tịch nước từng muốn đưa chùa Ba Vàng về Quảng Nam. Theo thông tin mà Thời báo.de nhận được của một số người thạo tin, bởi nhiều ủy viên Bộ Chính trị đã mâu thuẫn với ông thủ tướng khi đó là ông chủ tịch nước hiện nay về vấn đề ăn chia nên dự án đã định dừng lại. Trong các ủy viên Bộ Chính trị thì ông thích hốt tiền đã ngả với ông Phúc nhiều hơn, làm cho miếng bánh kinh doanh sự uy tín không được chia chác đồng đều nên phải đạp đổ để không ai được ăn cả. Đấy cũng có thể là một lý do, mặc dù chưa biết thực hư như thế nào, cần có thêm thời gian để quan sát thì sẽ rõ hơn.